Philippines, tuyển Việt Nam nhận thưởng 1 tỷ đồng. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, động viên tuyển Việt Nam sau khi giành thắng lợi ở trận ra quân vòng loại World Cup 2026. Ngày 16 tháng 11, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Philippines ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Với ưu thế sân nhà, Philippines chủ động dâng cao tấn công, gây sức ép lên khung thành tuyển Việt Nam. Và ở những phút đầu tiên, họ đã thật sự tạo nên vài tình huống sóng gió cho khung thành của Đặng Văn Lâm. Phút thứ 10, tiền đạo Patrick Reichel có cơ hội khá tốt trong vòng cấm nhưng cú sút hơi nhẹ của anh đã không thể thắng được thủ môn Văn Lâm. Trong khi đó, Việt Nam dù ít tấn công nhưng lại bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của Văn Toàn. Tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Philippines, Văn Toàn và Tiến Linh có cơ hội khá tốt trong vòng cấm đối thủ. Sau đó, Văn Toàn đã tung ra cú sút tung lưới thủ môn Ney Etheridge. Có bàn thắng khai thông bế tắc, Việt Nam đã lấy lại thế trận và tạo ra nhiều tình huống sóng gió cho khung thành Philippines. Phút 33, từ pha tấn công bên cánh trái, Tuấn Tài chuyền bóng cho Văn Toàn dứt điểm sát vòng 16-50m của đối thủ. Đáng tiếc là bóng đi hơi cao so với khung thành của Philippines. Phút 54, Tuấn Hải có bóng khá trống trải và tung cú sút trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên bóng đi hơi nhẹ không thể đánh bại thủ môn Ney Etheridge. Phút 65, Việt Nam có pha phản công rất nhanh và rất nguy hiểm, Hồ Văn Cường chuyền ngang rất thoáng cho Tuấn Hải tung cú sút. Nhưng một lần nữa chân sút của câu lạc bộ Hà Nội đã bỏ lỡ cơ hội. Phung phí cơ hội, Việt Nam suýt chút nữa trả giá ở phút 79. Santiago Rubico thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Lâm nhưng cầu thủ đang chơi cho U19 Atletico Madrid đã sút bóng ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà. Phải đến phút 94, Đình Bắc tung cú sút rất hiểm hóc từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam. Sau chiến thắng trên, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã thay mặt thường trực ban chấp hành điện thoại chúc mừng đội và thưởng khích lệ tinh thần 1 tỷ đồng. Trưa ngày 18 tháng 11, tuyển Việt Nam sẽ về đến Hà Nội, bắt đầu ngay vào quá trình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Iraq trên sân Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.